khổ quá, mua đĩa ủng hộ em đi. Lát có thằng mập cho nó phát đĩa cho chứ cái thằng quỷ này giơ tay đó. Mua đĩa hai mới gì coi. Bây giờ nói nghe khổ lắm. Có thằng em họ thôi. Hồi đó nuôi nó giùm mẹ nó. Rồi bây giờ lớn lên mười mấy năm không gặp cái bạn bà giao cho em. Bà biểu là phải lo công ăn chuyện làm cho nó. Mà hẹn nó ra ngoài bến xe sáng giờ không thấy đâu. Nó khờ quá mà chắc nó bị người ta dụ rồi. Nó đẹp trai lắm, ai thấy đưa cho vừa dù em. Anh này ơi. Hả? Mày đâu rồi? Anh đó. Mày đâu rồi? Em nè. Mày đừng nói tao là mày nha ba đù. Ừ em ba đù chứ ai. Mày lạ quá, tao nhìn mày không ra. Mày bị ông bú hả? Trời, nói gì vậy? Trời, bữa nay tao nói thiệt không phải khen mà chứ cái đầu mày như cái quần của tao vậy. Tôi nhìn mình cắt cái tóc này tao nói thiệt, mày nhìn mày ủa mày mang một nét đẹp da súc nặng nó mày tin không? Trời, nói cái gì mình da súc ở đây nữa trời. Trời đất ơi, ai đứa nào vậy, tại sao đứa nào mày nói đi, đứa nào cắt cái đầu của mày đó tao qua tao tán vô mặt nó. Trời ơi, sao cũng cùng một kiểu tóc minh dương để đẹp mà mày để dị vậy, sao kỳ vậy ba đù? Hồi xưa tao ẵm mày trên tay mày trắng, mày đẹp như một thiên thần. Sao bây giờ mày như thành tâm thần vậy? Trời ơi, còn cái gì để nói nữa không? Giết tôi luôn đi. Đem ra ngã ba lỗ tẻ để cho sàn nó tẻ tôi ra luôn đi. Cái gì mà mới gặp chửi tao đuối mặt à? Mày xấu quá, tao hoang mang quá mình được. Chưa kịp hỏi thăm chửi lên về quê luôn giờ. Thôi được rồi hỏi đi. Nhớ anh hai muốn chết luôn à? Rồi hiểu. Lâu lắm mới gặp anh hai. Ừ. Dạo này còn hơi nách không? Đi vậy đi. Đi vậy quay đi. Ủa nào nó mười mấy năm không gặp, chuyện đầu tiên nó móc nách ra nó hỏi à? Thì người ta thiệt tình có sao nói vậy mà. Tại sao bao nhiêu thứ gì gia đạo tao tình yêu tao hạnh phúc rồi mày không hỏi. Mày hỏi về hương vị đó thôi. Trời ơi, dưới quê tao thật thà lắm, đã không quan tâm anh thôi mà lỡ em quan tâm anh rồi là phải quan tâm tới từng đường cơ kẻ nách luôn. Đường cơ kẻ tóc ông nội ơi. Đường cơ kẻ nách mày kiếm cái gì ghê trong này. Mày biết thấy có kẻ là quan tâm. Nó xàm xí đúng không à. Tao nghe đồn dạo này mày dưới quê mày không lo làm ăn gì chứ phải không? Cái gì anh nghe đứa nào đồn nữa vậy? Hả, anh nghe ai đồn? Có người đồn tao mới nói. Trời, mấy đứa đó nó ganh ghét, nó mất dạy á, chứ nó đồn bậy bạ em á. Em nói thiệt á, em mà biết đứa nào nó đồn em giả với mặt nó liền. Anh nói đi, đứa nào em không giả với mặt nó làm con chó liền á. Anh nói đi, đứa nào đồn? Má mày đồn. Mày giả vô mặt bả đi. Thôi để em làm chó đi. Mày xấu xạo à. Má mày điện cho tao mắng vốn. Nó là mày không có lo làm ăn gì cho nó. Biểu tao là trả hướng nghiệp cho mày. Dạ cảm ơn anh giúp đỡ, nhưng mà hướng nghiệp cho em có con bồ em hướng rồi. Mày có bồ vậy hả? Có chứ không? Trời ơi mày vậy mà mày quen chi cho tội nghiệp con gái nhà người ta vậy ba đùa. Rồi lỡ tay mày sinh sản ra nữa mệt lắm nha ba đùa. Trái đất này đã xấu lắm rồi mày đừng nhân giống thêm nha. Cỡ mày đẻ chừng bốn đứa xấu một khu vực luôn á ba đùa. Xấu thiệt đúng không? Mày thấy không? Bà chế tao có chịu không nổi bà chửi mày kìa. Không có ai mà có một cái sắc xấu xúc phạm người nhìn như mày hết. Ở đây chết bản thân của má em. Má nhà nào chửi em cỡ đó. Xấu không chết, xấu không? Mày nhớ có người khen đẹp trai kìa. Đẹp trai là cái người đó tao đang xỉn má ơi. Đẹp trai phải không? Mày đừng có tưởng mày đẹp. Rồi bây giờ đó, mày con nhỏ đó, cái con nhỏ bồ mày nó liên quan gì tới cuộc đời mày? Anh đừng có khi dễ nha. Em vậy chứ con bồ em nó làm trong showbiz nha. Ghê. Làm ngành giải trí đàng hoàng. Coi như là thị trường âm nhạc là nó nắm trong tay nó hết luôn. Dữ không hiểu, không hiểu là bầu Phương Tường hả mày? Tao ở bầu Phương Tường anh nhầm gì? Anh biết nó làm gì không? Làm gì? Nó làm cái British International Standard of the British Banasa. Chà, căng quá mà dịch cho tao là cái tiếng Việt là làm gì? Đó đó là nước ngoài gọi vậy nha, tiếng Việt á nó kêu là chép nhạc vô thẻ nhớ trong tiệm net á. Bà mũi mày. Cái thứ mà nó đổ banh nóc luôn ngụm nậu mà chép nhạc vô thẻ nhớ mà nó làm như là giám đốc âm nhạc vậy đó thiệt. Thì bài nào nó cũng có mà. Xàm xí đúng không? Hả? À, con nhỏ nó liên quan gì tới mày? Trời nó mê em lắm. Nó khen em hát hay giống Lệ Rơi. Em đi làm ca sĩ chứ bộ. Chắc bạn gái mày thù mày chứ. À. Chứ không phải nó thương mày đâu. Mày làm ca sĩ làm khó cho MC lắm nha ba đù. Sao khó? Nha không biết giới thiệu sao. Dạ quý vị và các bạn thân mến, hãy hướng mắt về sân khấu. Hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón ngôi sao ca nhạc. Ngôi sao ca nhạc. Ba đù. Ba đù nấu xong thấy ngượng miệng liền đó ta. Có ngôi sao nào mà tên nghe kỳ. Phải ba đù là cái tên Facebook thôi.
tên thiệt em đẹp lắm. Má em mê coi phim Đài Loan mới đặt tên em giống Đài Loan lắm. Má mê ai? Thôi anh không biết thôi chứ má em coi phim nha. Bà mê em, bà mê cái ăn gì đó mà đóng cái phim gì đó. Mày nói gì sao tao biết trời. Hả? Tự nhiên quên ha. Ờ nhớ rồi nhớ rồi. Anh Tần Hán. Wow, nghe cái tên mà quỷ mệt quá. Hay hả? Trời ơi sao bao nhiêu cái ông Tần nó thần đi ngã ba vậy trời. Trời ơi anh không biết chứ bên Đài Loan anh Tần Hán nổi tiếng lắm á. Rồi nó nhớ rồi. Đó còn má mê anh Tần Hán nha. Bà còn mê thêm cái anh mê ai nữa? Mê cái anh gì mà cũng có cái Hán đó. Ai không có cái đó. Mày nói cái gì vậy? Trời ơi anh đừng có nghĩ như vậy. Ý em nói là cái tên cũng có cái chữ Hán. Rồi biết rồi, Trung Hán Lương. À đúng rồi đúng rồi. Trời ơi tên mày là Trung Hán Lương hả? Không phải. Chứ tên gì? Dạ Bành Hán Hoài. Ồ, nghe mệt liền mày. Sao vậy? Cha cái tên nghe muốn giảng dây chằng. Ủa tên khai sinh mày luôn á hả? Sao anh em vậy luôn á? Cha khai sinh mà tên Bành Hán Hoài hả? Mày hát mà có khép lại được không ba đùng? Không biết con khép được không, mới tập hai bữa đi hai hàng luôn rồi. Mày bỏ bài ben ben trong sự nghiệp âm nhạc của mày luôn nha. Sao mày bỏ? Tao sợ mày hát cái đoạn điệp khúc cái mày làm pan pan á. Anh bắn em là pan pan. Mày nãy chừng 4 phát nguyên hàng tiền đạo rụng nụ nha mày. Ôi giờ khổ tâm quá má, em lỡ đặt tên nó rồi. Lấy tên mới đi. Tên gì giờ? Tên Hàn Quốc giờ nổi tiếng lắm. À tên Hàn Quốc Kim Nam Du nè, Kim Hy Sinh nè, không dạ. Kim Tây Ô rồi Kim gì nó cũng nổi tiếng, cho người ta ăn kim chi không mà người ta lên luôn. Trời vậy luôn hả? Mày đừng lấy kim chi nó uổng, nó mà lấy kim tròn. Trời nghe hay quá. Đó. Kim tròn là gì? Con chim. Mày là thấy mình nằm trên trời nè. Tới giờ hoàng đạo đứng để mà trong họng súng cầm đốt lửa thục cái khinh mà chăng tốn trời phóng 3 mét thấy dù xuống mà xoạc cánh ra. Dễ thương. Ô ca sĩ con chim là phong cách vậy luôn hả? Ô mày ca sĩ con chim. Còn mày không kêu kim chon mày lấy kim chu. Kim chu là chim, à, chim cu. Chim cu đất á. Phải không? Ừ dễ thương, nhỏ nhỏ bé xinh xắn vậy. Thôi nó cụ thể quá, em thích chung chung à. Em lấy kim chon được không? Ờ à, giờ em biểu diễn phong cách của em cho anh coi thử nha. Vô. Phong cách giống HKT nha. HKT. Ê này HIV má ơi. Hát bà nội mày hát cả tên đâu mà không có ta chỉ lộn đồ nhảy đồ dữ lắm, làm cái gì bình thường thôi đó, thoải mái lên tay tâm đấy, thoải mái lên tay chân, thoải mái lên thả lỏng đâu. Ừ đó. Ừ mày cười kiểu này nó cho mày vô ở lâu lắm nó mới cho mày ra đó. Tao nét làm viên á, nguyên viên bà nội mày viên gì vừa thôi. Ừ đó thoải mái ra. Ừ đúng rồi, tao một cái dáng Sơn Tùng, có Sơn Tùng nhập 1 2 3 quốc hết, không phải dạng vừa đâu. Mày không phải dạng vừa đâu, mày dạng rộng lắm rồi đó mày. Hỏng tét bây giờ. Bước ra, hai bạn, bước ra, hát. Bỏ đi, sống quá tao không chỉnh được nữa rồi. Sao? Giới thiệu luôn đi. Giới thiệu hả? Vâng, vâng, đây sẽ kêu mình vô bằng sao, sao, nhớt. Còn mày ai gì vậy? Em giới thiệu giống ca sĩ đó. Mày khạc đàm chứ mày giới thiệu cái chuyện, tao không nghe một chữ luôn. Trời em thấy ca sĩ chuyên nghiệp vừa giới thiệu vậy không á. Chậm chậm thôi, cho người ta nghe, chứ tôi nghe người ta. Chậm chút nha. Chậm chậm thôi. Dạ. Vâng. Đó nghe rõ đó. Con chim. Kim cho anh má ơi. Kim cho anh. Sao mày xúc miệng hoài vậy? Mày bị diêm nú hả ba đù? Mỗi lần mày giới thiệu y như mày dội cầu như mày. Trời giống phong cách ca sĩ ngôi sao mà anh so sánh với cái cầu luôn á hả? Nội miệng mày ca sĩ toilet chứ con sao bà nội tao. Bây giờ mày nói bài gì luôn đi, mày nói luôn giùm tao đi. Bài con bướm xinh. Trời ơi cái bài nó cũ như cái đất hát hoài. Không dám cũ đâu, năm nay con bướm sinh em dịch qua tiếng Thái. Mày làm chuyện khó. Độc đáo luôn á. Trời giờ mày chơi tới bướm Bangkok luôn hả mày được. Hay lắm, dễ thương lắm. Khiếp thiệt. Em hát nha, anh hai. Hồi nãy em giới thiệu dở quá, anh hai giúp em giới thiệu bài này cho ấn tượng thôi. Được. Ờ chứ. Ủa đi đâu anh, đi đâu hả? MC chuyên nghiệp phải từ trong bước ra. Ồ, oh, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Ủa. Trời ơi, hết hồn. Trời ơi. Ủa làm gì vậy, làm gì vậy? Hay ngay nhà phải niềm nở chứ. Trời ơi, niềm nở luôn á hả? Ủa đi đâu nữa vậy? Mắc cỡ quá chạy vô. Ủa coi chừng nào mới giới thiệu. Bình tĩnh nó ra lại liền. Con bình tĩnh chưa? Con bớt niềm nở lên được không? Xin anh chào quý vị. Hay à? Hay à? Hát? Dạ, hát? Cùng vườn. Dạ. Rồi xong rồi đó, hát đi. Giới thiệu gì đủ rồi đó. Xong luôn rồi. Ừ. Em xin chị
chuyên nghiệp rồi ra cái hát con bướm mà hả? Thì mày hát bài bướm tao nói vậy đâu chứ mày nói cái gì nữa. Chuyên nghiệp với ai bướm trời. Chứ bây giờ sao? Ra mới giới thiệu cho ấn tượng chứ. Ôi mệt quá, mày hát bài gì? Hát bài con bướm xinh. Tiếng Thái Lan phải không? Ừ. Rồi giới thiệu tiếng Thái luôn cho mày vừa lòng nè. Xong rồi đi khắp xong khạp xong rồi lấm lửm lửm nó khạp nó lửm nó cài cài nó khỏi buồn khà khà cột khà mà khà bỏ cái bàn răng bướm mà. Ủa anh mới nói gì vậy? Bà ta khai 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 mi bầm nà khai mi bầm. Mới nói gì nữa vậy? Bấm nhạc nó khai khai mi bầm mà. Trời ơi, tiếng Thái bấm nhạc là khai khai mi bầm mẹ đây. Muốn minh họa giùm em luôn nha. Kính thưa quý vị, con bướm xinh phiên bản Bangkok khai khai mi bầm à. Mong trong thơ khăn gầy cút bóc kẹp cài hoa thơ say lời nhớ nuôn nam mắt căng cả cơn ố chu bầy mày ơi con bướm đâu con bướm đó con bướm mày đâu con bướm nó vọng lại vậy hả con bướm đi bướm nó tới cần sống phun tao này con bướm đâu con bướm đó trong em viên bài con ẹt không chứ con bướm mày đâu thì con bướm mà dịch qua tiếng Thái nó là con ẹt. Mày không nói ai mà biết. Chứ anh tự hiểu đi chứ. Mày hát mày phải cho người ta hiểu chứ bắt ta tự hiểu lần sau. Trời ơi, thì thôi không hiểu giờ quay lại tiếng Việt nha. Ừ. Không cho làm lại đi vô nhạc đi. Gì vậy? Mày á bà nó tập thể dục luôn rồi cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày hát đi. Ủa thiêu. Ủa thiêu ừ ừ. Xê. Mày bà hết hồn đúng không mày? Ừ hát đi. Wow! Hát đi ừ. Ừ, hay rồi đó, hay rồi xuống rồi, đúng rồi, hát đi. Shit! Ừ, hát đi. Wow! Trời ơi, hát đi. Lên 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 nóc nhà là lên nóc nhà. Ừ, lên nóc nhà mày làm cái gì? Lên nóc nhà là bắt con gà. Ừ, bắt con gà là mày làm cái gì? Bắt con gà là bị bà già lấy chỗ nhà đập chết bà. Mày giới thiệu con bướm mà mày hát con gà không? Trời ơi, nó lên nóc nhà làm cái gì? Rồi sao con bướm tao đâu? Lỡ lỡ phiêu qua hết nhạc luôn. Con bướm đâu rồi? Cho làm lại con bướm. Ừ, lên hết nhạc dạ. Đúng rồi. Cho lại lần nữa đi. Ừ, vô lại. Xê! Nó xê quá. Trời ơi, hát đi. Vô hát à? Ừ. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Nhìn con bướm giống như con chim le le giật mình. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm hôi gần. Hôi gần hả mày? Trời ơi, con bướm hay con mắm mà hôi gần? Tại sao con bướm của tao ngồi hầu nó thành con chim le le? Sao kỳ vậy? Không phải bài này cũ, sợ khán giả chán. Em chỉnh xíu cho con bướm nó thành chim chó đập. Trời ơi trời. Anh không chịu chim thôi, em cho con bướm thành chó được không? Đùi rồi. Đủ giờ ba đủ giờ nghe anh hai nói nha. Thì nãy giờ anh thấy bị biểu diễn phong cách lắm nha. Thấy em là ca sĩ bây giờ nhiệt huyết lắm nha. Dạ. Về quê chăn vịt tiếp đi em. Sao kỳ vậy? Mày dẹp cái mộng ca sĩ nha. Ca sĩ là phải có trình độ chất lượng mới làm ca sĩ. Đừng có thấy ai làm ca sĩ thống là làm ca sĩ tạp nham. Phải không? Mày bà không? Mày hát phải cho hay đàng hoàng, mày phải đẹp trai, có phong cách đàng hoàng, phải lên sân khấu phục vụ khán giả, người ta ca sĩ phải đẹp nè, giọng phải hay nè, cao 1m8, chân dài tới nách, còn mày lông nách mày dài tới chân mày hát cái gì? Người ta bước ra ta phong cách, không còn bước ra mày phong thấp, mày nói không biết mày khều cái gì mày hát tài, mày khều cái gì? Bỏ đi nha, dẹp dạ. Đi, đi về quay cho tao. Nhưng mà em muốn hát phục vụ bà con à? Hát bài chào bà con rồi đi về. Dạ cho hát bài chào bà con nha. Hát bài gì cơ? Dạ con bướm xinh. Tao ghét mày. Điều của mày xin kết thúc. Anh Đức. Và chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và chúc quý vị khán giả một đêm thiệt là ngon giấc. Hy vọng gặp quý vị lần sau nha. Bye bye.